Rồi, xin chào cả nhà của mình. Chúc cả nhà của mình sẽ có một ngày mới thật là vui vẻ cũng như là tràn đầy năng lượng nhé. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Dương có tái khám cho một bạn nữ Gen Z rất là trẻ tuổi thôi, cũng có một cái ngoại hình rất là xinh xắn. Và hỏi ra thì mới biết là bạn này cũng vừa nâng mũi tại viện thẩm mỹ Căn Ngô được khoảng bao lâu em nhỉ? Được 1 tháng. Được 1 tháng đúng không? Vâng. Nhưng mà bây giờ chắc là đầu tiên anh chúng ta làm quen với nhau thì em có thể giới thiệu sơ về bản thân mình để cho anh cũng như là những khách hàng đang xem cái live này được biết ha. Vâng, em tên là Mai, em đến từ Gò Vấp. Hiện tại thì em vừa mới ra trường. À, em học chuyên ngành gì nhỉ? Chuyên ngành của em là về ngành du lịch ạ. À, rồi bé học du lịch. Như vậy thì công việc của em thì chắc chắn là cũng gặp gỡ khách hàng nhiều cũng như là cái ngoại hình nó cũng chiếm phần không có quan trọng lắm ha. Cái ngoại hình nó cũng chiếm phần rất là quan trọng ha. Trời, xin lỗi cả nhà nha, tại vì gặp bé nó xinh quá cho nên là Dương cũng hơi bối rối xíu. Cho anh hỏi một tí là cái ý định mà làm đẹp á, là em có từ khi nào? Thực ra thì do ngành em học là ngành dịch vụ nên là ngoại hình cũng là một yếu tố quyết định then chốt. Từ cái lúc mà em bắt đầu vào cái chuyên ngành này thì em đã có ấp ủ cái dự định là thay đổi bản thân, trở nên ngày càng tốt hơn, đẹp hơn. Đó, cho nên là em có tham khảo qua nhiều đơn vị làm đẹp trước khi đến đây không? Em cũng tham khảo khá là nhiều nơi và quyết định đặt niềm tin vào Google ạ. Thế thì trước khi mày đặt niềm tin vào Căn Hô thì em cảm nhận ở Căn Hô nó đạt được cái tiêu chí gì của em hay là nó tạo cho em cảm giác gì mà em quyết định chọn? Thứ nhất là vì đội ngũ bác sĩ, hay là em xem những cái feedback review của khách hàng đã sử dụng và em quyết định em tới đây thăm khám. Thật ra là khi mà mình đi làm đẹp mà tìm hiểu, chịu bỏ thời gian ra tìm hiểu giống như em thì anh rất là ủng hộ ha. Thưa quý khách hàng rằng là thật sự là cái việc mà chúng ta làm đẹp thì bây giờ hầu như là ai ai cũng có thể làm đẹp nha. Cũng như là đây là một cái nhu cầu tất yếu của tất cả mọi người thôi. Miễn là chúng ta chưa cảm thấy tự tin về cái ngoại hình của mình thì chúng ta đều có thể đi làm đẹp. Tuy nhiên, Đình Dương cũng khuyên thật mọi người là khi chúng ta đã quyết định làm đẹp rồi thì chúng ta nên bỏ một chút thời gian ra để mà tìm hiểu xem là chúng ta nên đi đâu, đi đơn vị nào để mà cho nó uy tín, để tránh cái việc mà chúng ta lựa chọn sai lầm rồi là chúng ta cứ phải đi làm lại. Rồi quay trở lại với lại bé thì cái dáng mũi trước đây á, thì em không hài lòng ở điểm nào? Dáng mũi trước đây của em sống mũi khá là thấp, đầu mũi bị tẹt và hai cái mũi nó to, thế nên là em muốn làm cho sống mũi nó cao hơn và hai cái mũi nhỏ lại, thanh thoát hơn ạ. Cái này là tự em nhận thấy hay là có bạn bè nào thân của mình cho mình lời khuyên không? Tự em xoay gương và em cảm thấy à, khuyết điểm của mình là như thế nên là em muốn cải thiện tốt hơn. À rồi, hay quá. Bé học ngành du lịch cho nên cả nhà nghe bé nói chuyện không cả nhà? Nói chuyện mà mướt y như là xanh xiêu gì đó cả nhà. Rồi, bây giờ Dương xin phép là sẽ phân tích sơ qua cái tình trạng mũi của bé trước đây một chút xíu ha. Đó, thì cả nhà nhìn vào trong cái hình ảnh này cũng có thể thấy được là đầu tiên là khuôn mặt của bé là cũng có những cái nét thanh tú sẵn rồi ha. Tuy nhiên thì cái mũi trước đây thì căn bản là cái cấu trúc xương mặt của người châu Á của mình nó sẽ không có được như người châu Âu, cho nên là rất là ít người mà có sẵn được một cái phần mũi mà nó cao sẵn lắm cả nhà. Cái góc mũi chén lúc nào nó cũng hơi của người Á Đông của chúng ta là rất là thấp nè. Cộng với lại là ở cái phần giữa này thì trước đây của em nó lại hơi bị gồ lên đúng không? Xong rồi cái phần dưới đây thì nó lại bị cụp xuống. Thì điều này nó làm cho khuôn mặt của bé nhìn nó không có tôn lên được những cái đường nét sẵn có. Cũng như là đây, khi chúng ta nhìn trực diện vào thì thấy nè, cả nhà thấy nè, để ý nè, nếu như mà che đi cái mũi á, cả nhà nhìn phần trên này thì rất là thanh tú luôn ha. Tuy nhiên là cái mũi nó làm cho khuôn mặt của bé nó bị gãy rất là nhiều. Cả nhà thấy cái phần giữa này nè, cái phần mà 1/3 trên và 1/3 giữa này nè, nó có một cái độ gãy ha. Nhưng mà không sao, thật sự là những cái gì khó thì cứ đến với lại viện thẩm mỹ Căn Ngô thì các bác sĩ sẽ cân chỉnh cũng như là cân đo đong đếm như thế nào đó để mà có một cái dáng mũi mà nó phù hợp với lại tỷ lệ của bé. Thì cả nhà thấy nè, đầu tiên là về phần góc mũi chán đi, các bác sĩ sẽ nâng mũi cấu trúc nha cả nhà. Tức là cấu trúc là các bác sĩ sẽ vừa can thiệp được cái phần sống mũi nha, phần góc mũi chán cho chúng ta nè, và vừa can thiệp được cái phần trụ mũi luôn. Tức là các bác sĩ sẽ tái tái cấu trúc cái phần đầu mũi này. Cho nên là bây giờ cả nhà thấy không, đầu mũi nó đâu có còn bị bập nữa mà bây giờ đổi lại là nó có sự đầy và độ bay lên. Tuy nhiên thì đây là kết quả 1 tháng thôi nha, cho nên là hai cái phần bên đây nè, ít nhiều gì thì nó vẫn còn hơi nề nhẹ một chút xíu nha em nha. Để mà chuẩn luôn, mà nó gom chuẩn luôn thì tầm khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng ha. Rồi bây giờ review lại cho anh đi,
Cái quá trình mà em nâng mũi ở đây thì có đau hay là khó chịu gì không? Thì quá trình từ lúc mà em tiêm tê cho tới lúc mà em tháo nẹp, trộm vía là không đau, không tê và cũng không có bầm dập gì nhiều. Rồi, cho anh biết về những cái gì thay đổi trong cuộc sống của em trong vòng một tháng qua xem. Sau khi mà mình sinh gái hơn. Đầu tiên thì chắc là sự công nhận từ mọi người, là mọi người ai cũng khen là dạo này có sự thay đổi, nhưng mà lại không ai biết là thay đổi ở chỗ nào. À, là nhìn khác đi nhưng mà em không nói là người ta không biết đúng không? Tại vì thật ra là cái mũi này thực sự là các bác sĩ đã cân đo rất là kỹ để mà nó phù hợp với lại gương mặt của em. Khi mà nhìn vào nó không có bị rời rạc, mà thật sự là nhìn vào nó rất là tự nhiên ha. Tức là mình khi mà mình hiểu đúng về cái làm đẹp á, tức là trên mặt chúng ta nó có cái khuyết điểm gì thì chúng ta làm cho cái bộ phận đó đẹp lên, tuy nhiên không làm mất đi những cái đường nét sẵn có của gương mặt đó. Đó là đỉnh cao của cái việc mà làm đẹp bây giờ nha cả nhà, chứ không phải là chúng ta làm lên cái thành con người khác thì nó hơi bị cổ lỗ sĩ rồi nha cả nhà. Rồi, bạn bè của em bữa giờ có ai hỏi là làm gì làm đâu không? Thực ra thì nếu mà em không nói là em làm mũi thì mọi người cũng không có biết là em có tiểu phẫu nhẹ ở phần mũi. Nên là không có ai hỏi là à, mày nâng mũi ở đâu thế, mà chỉ hỏi là ờ sao dạo này đẹp hơn, thấy xinh gái hơn thế. Mà mỗi lần bạn khen như vậy thì em cảm thấy sao? Em thấy rất là vui, thứ hai là tự tin, và thứ ba là cảm giác niềm tin mình đã đặt đúng chỗ. Ok, em là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em 2K1 ạ. 2K1, rồi. Đó, cả nhà mình xem cái livestream này có thể thấy được là đây là một cô bé rất là trẻ tuổi nha. Tuy nhiên bạn cũng đã rất là mạnh dạn khi mà dám thay đổi bản thân của mình. Sắp tới này thì anh cũng xin thay mặt bệnh viện là cảm ơn em đã tin tưởng và chọn lựa bệnh viện, cũng như là xin chúc em rằng là với cái chặng đường phía trước của em, chặng đường tương lai, chặng đường công việc của em thì mọi thứ nó sẽ luôn suôn sẻ, cũng như là em sẽ gặp nhiều may mắn ha. Cảm ơn anh và cảm ơn toàn bộ các bác sĩ cũng như đội ngũ bệnh viện. À, rồi. Cả nhà ơi, bây giờ là hình như là ngày cuối cùng của tháng 11 rồi. Và sắp tới này thì chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán nè, rồi đón Giáng sinh nè. Sắp tới này dịp cuối năm này thì nó sẽ là dịp của rất là nhiều ngày lễ, cũng như là dịp lễ. Thế nên là đây là một cái thời điểm mà thực sự là phải nói là rất là đáng để mà chúng ta làm đẹp. Tết này khi mà em diện những cái bộ cánh lên mà đi chúc Tết thì chắc chắn là họ hàng cũng phải ngỡ ngàng rồi đó.